Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Phước đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đời sống và sức khỏe của người dân. Trước diễn biến đó, Tổng đài 1022 do tập đoàn VNPT thiết lập đang trở thành kênh thông tin kết nối hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Được biết, từ nhiều tháng nay, các tổng đài viên của Trung tâm Điều hành Thông tin của VNPT Bình Phước làm việc gấp đôi so với trước đây, thực hiện thêm nhiệm vụ trực Tổng đài Thông tin Dịch vụ Công 1022. Họ đóng vai trò như một cán bộ hành chính tiếp nhận những phản ánh của người dân trên nhiều lĩnh vực thiết thực như hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, điện lực, viễn thông, giao thông công cộng, tài nguyên môi trường, y tế, thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Tổng đài 1022 Bình Phước còn triển khai thêm nội dung tiếp nhận, hỗ trợ thông tin phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài hotline Tổng đài 1022, Trung tâm IOC của tỉnh Bình Phước đã tạo thêm những kênh thông tin khác giúp người dân có nhiều sự lựa chọn khi tương tác với chính quyền. Đó là website 1022.bp.gov.vn, ứng dụng điện thoại Bình Phước Today, Zalo IOC Bình Phước, Facebook 1022 hay email 1022a.bìnhphuoc.gov.vn.